nhau. Bây giờ nè, làm lại em bè cho chị, giọng em là giọng opera. Ok. Những người đẹp sẽ bắt đầu tiến xuống bên dưới phục vụ quý vị qua mọi lá vé, chỉ có 10.000 đồng là vé thôi quý vị nha. 10.000 chẳng đáng là bao, nếu trúng một cái là lớn lao vô cùng thưa quý vị. Dạ đúng rồi quý vị, trong lời mời của mấy như cụ là 10.000 đồng để phục vụ cho quý vị về mua về nhà cho. Và đặc biệt hơn nữa, 4 con hàng ngang hợp lệ, 3 con là thiếu, 5 con là dư, số lưu số mờ thì quý vị trao đổi lại tất cả các người đẹp trong kênh hát Lô Tô Hương Nam. Rồi và ngay bây giờ dòng loại lô tô đầu tiên, không để vị chờ đợi lâu, quý vị vui lòng kiểm tra giùm em hàng ngang 3 số là thiếu, 4 số là đủ, 5 số là dư, số lưu số mờ không được rõ, liên hệ chúng em đợi vé mới thưa quý vị. Và ngay bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu. Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số may mắn đọc giải dòng lời này. Đề nghị cô chú chị mình được gọi sau bỏ lại vé chúng mình kiểm tra lại con cầm bên trên thú vị nha. Rồi xin chúc mừng anh trai đọc nhãn số 23 và dòng loại 074 đúng dòng loại thú vị. 23 chữ kia hoa. 23 có 1. 13. 13 có 2. 44. 44 có 3. Và con số cuối cùng là 55. 55 hợp lệ. Rồi kính thưa quý vị, 13, 23, 44 và 55 hoàn toàn hợp lệ rồi. Anh trai ơi, anh có quyền lựa chọn cho mình một con gấu, anh lấy con heo cũng được, con chó cũng được. Anh thích con nào, lấy chó ha. Dạ không, lấy gấu bông thì anh có thể lấy gấu bông nha anh nha. Chơi bê đi. Trời ơi à, xài kem gì mà trắng như vậy ông nội? Xài kem than. Trời ơi, còn mặc áo đen nó cướp điện mà không thấy cha nha cha. Anh, trời anh xài kem hiệu bao công đúng không? Rồi kính thưa quý vị, chúng ta đã với dòng lại mới và ô dự kiện không có gì thay đổi. Vẫn là 10.000 đồng cho một lá vé. Và kính thưa quý vị, với 10.000 đồng chúng ta sẽ nhận về cho mình, đó chính là một con gấu bông thưa quý vị nha. Và nếu khi mà có xảy ra trường hợp kinh trùng, chúng ta sẽ áp dụng đó là quay số. Ai số lớn nhận được gấu bông, người còn lại sẽ nhận được một cái nón bảo hiểm thưa quý vị. Rồi, đó là món quà mà tụi em tặng thêm cho quý vị nha. Và quý vị ơi, thò tay ngọc, thật tay ngà, ma rắp là móc ra, chứ đừng có ma rét mà nhét chân vô, tội nghiệp cho em tụi em thưa quý vị. Và quý vị nào đi sơ tiết trẻ cứ lưu một chỗ ngồi ổn định, đặc biệt tại cánh hát Lưu Tư Hương Nam cũng như là sân khấu này đang có một cái quán cà phê để phục vụ cho quý vị là trực diện của quán của sân khấu tụi em. Thì mong quý vị nhớ đến đây và lựa một chỗ ngồi ổn định và uống một ly nước để xem qua chương trình với cánh hát Lưu Tư Hương Nam. Chúng em sẵn sàng phục vụ cho quý vị dù như thế nào. Mong quý vị nhớ thương tình ủng hộ dùm cho cánh hát Lưu Tư Hương Nam. 10.000 đồng một vé. Một lát nữa khách mà ổn định thì chúng em sẽ đưa ra một cái chương trình là dòng loại 20 hoặc là 30.000 đồng năm phương gian sẽ phục vụ cho quý vị. Mong quý vị tham gia tham dự cũng như ủng hộ cho Lưu Tư Hương Nam. Kính thưa quý vị, một lần nữa tụi em xin phép được gặp lại, đó là chương trình Lô Tô Show của cánh hát Lô Tô Hương Nam sẽ được diễn ra định kỳ 4 ngày một tuần thưa quý vị nha. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thưa quý vị. Và rất mong quý vị hãy dành thời gian sau một ngày mình đi làm, quý vị ha, mình có thể ghé đây và chơi Lô Tô cùng tụi em để mà vừa chơi vui, giải trí mà còn có thưởng mang về thưa quý vị. Và thay mặt cánh hát Lô Tô Hương Nam cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta bắt đầu.